sau khi tạo lớp xong để mà chúng ta mời học sinh vào lớp. Đấy, thì chúng ta làm như sau. Đây, danh sách lớp đây đúng không? Cái lớp này là lớp đây đúng không ạ? Đấy. Bây giờ chúng ta muốn cho học sinh vào lớp này, chúng ta sẽ chọn vào cái lớp đó. Chúng ta vào danh sách lớp này, chúng ta sẽ chọn vào cái danh sách là lớp 15 tháng 4 này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ trình chiếu cái file lên. Bây giờ các thầy cô trình chiếu nó lên đi để chúng ta xem thử này. Rồi, khi trình chiếu lên các thầy cô có nhìn thấy có cái chữ là class code ở góc không? Thì Phương đang có chữ là P123. Đấy, thầy cô có nhìn thấy cái này không? Ai thấy thì comment tệ. Đấy. Chúng ta sẽ bấm vào đổi lớp. Thì Phương muốn sử dụng cái lớp là lớp 15 tháng 4 này thì Phương sẽ chọn vào đây. Rồi. Đó. Thì học sinh có hai cách để tham gia. Cách số 1 là vào cái app là classpoint.app và nhập cái mã lớp này 15 tháng 4. Yeah. Cách số 2 là quét mã QR code ở đây. Bây giờ thầy Phương xin mời các thầy cô nhanh tay quét cái mã QR code này. Và khi mà quét cái mã QR code này thì nó sẽ yêu cầu nhập mã lớp, thì các thầy cô sẽ nhập cái mã là lớp 154. Xin mời mọi người quét lại cái mã lớp này. Lớp đã đầy thì Phương thấy có 3 người vào được rồi đây này. Sau đó điền này các thầy cô nhìn này. Tên học sinh thì các thầy cô sẽ chọn một cái con số là HF. Đấy, HF1 cho đến HF100 để làm thử nhé. Thì mình chọn HF1 đến HF100, ví dụ như HF6, HF29, HF10 là đã có người vào rồi này, 12 có người vào rồi này. Thì những cái này chúng ta đừng chọn nữa. Các thầy cô chọn những cái mà nó chưa online đây này. Đấy. Thầy cô nào nhanh chân thì chiếm được một vị trí. Thanh Tâm là HS6 à? Nào mọi người vào thử đi. Đấy nhá, bấm vào đây này. Bấm vào cái mã này. Quét cái mã QR code này, xong đó nhập này. Thứ nhất là mã lớp thì điền là lớp 154. Còn tên học sinh thì mình điền một trong các số là từ HS1 cho đến HS100. Các thầy cô chọn vào thử một cái. Còn học sinh của mình ấy, thì các thầy cô đặt tên nó là gì? Thì học sinh nó muốn vào lớp của mình nó phải nhập đúng cái mã đấy, đúng cái tên đấy. Thì Phương sẽ xem màn hình để cho các thầy cô nhìn nhá. Mọi người có vào được không ạ? Đây này. Đây các thầy cô nhìn đây ạ. Chúng ta sẽ muốn vào lớp thì có hai cách. Một là vào cái đường là classpoint.app và nhập cái mã này. Cách thứ hai là quét mã. Bây giờ thầy Phương quét mã cho nhanh. Quét mã nha mọi người nhìn. Các thầy cô nhìn thấy màn hình điện thoại của thầy Phương không ạ? Nếu có nhìn thấy màn hình điện thoại thì comment thì có. Rồi, bây giờ thì các thầy cô nhìn đây, thầy Phương làm thử này. Mình sẽ quét cái mã này. Đấy, thì khi mình quét vào cái mã này thì nó sẽ bấm vào mở link này. Hoặc là chúng ta gửi link cho học sinh, là chúng ta gửi cái link là classpoint.app ấy, sau đó học sinh nó phải điền đúng cái mã lớp của chúng ta. Lớp là lớp 15 tháng 4 thì nó phải điền đúng là lớp 15 tháng 4. Sau đó thì mình gửi cho học sinh đó là cái tên của con là gì, chúng ta điền gửi cho nó cái tên đó. Ví dụ tên của bạn đó là HS88 chẳng hạn. Thì mình sẽ gửi cho học sinh cái, mình bảo là con sau khi vào đây thì con nhập cái mã của con là HS88. Hoặc là các thầy cô không phải là HS88 mà chúng ta để là gì ạ? Ví dụ như là mình để tên học sinh đó là Lan 01 chẳng hạn, thì bạn ấy sẽ điền là Lan 01. Đấy, sau đó bấm vào như vậy là nó vào. Ok, như vậy là học sinh nó vào như này là nó đã vào được trong lớp. Có cô đã chọn HS88 rồi. Đấy. Ok. Bây giờ thầy Phương sẽ làm lại với một lớp khác này. Các thầy cô nhìn nhá. Bây giờ thầy Phương sẽ đổi sang một cái lớp khác. Đây. Thì các thầy cô nhìn vào đây. Khi chúng ta tạo lớp, các thầy cô nhìn ví dụ này. Thầy Phương sẽ làm lại cái phần lớp này để các thầy cô hiểu rõ này. Nha, ví dụ khi chúng ta lập lớp này. Bây giờ thầy Phương lập một cái lớp mới. Lớp 2A. Thầy Phương để là mã lớp là lớp 2A. Đấy. 3 đi. Sau đó thành viên lớp này chúng ta điền tên thành viên vào. Nam, Minh, Hải. Các thầy cô vào với lại cái lớp của mình đi ạ. Anh. Ví dụ như này. Hoàn tất này. Thầy chưa chia sẻ màn hình ạ. Ồ. Rồi, sorry mọi người. Thì các thầy cô nhớ là tên học sinh là chúng ta nhập ở đây là gì? Ví dụ tên bạn này là Hải. Thì khi mà bạn ấy quét cái mã QR code hoặc bấm vào cái đường link ấy, thì bạn nhập mã lớp xong, bạn phải nhập đúng cái chữ Hải này thì nó mới nhận. Ai hiểu thì comment hiểu ạ. Đấy, nếu như mà ví dụ chúng ta đặt tên bạn Hải là Hải như này và sau khi quét mã lớp và bạn ấy nhập là bạn Thanh Hải chẳng hạn, thì nó sẽ không nhận tên của bạn ấy vào, thì bạn ấy không vào được lớp. Cho nên là chúng ta đánh tên học sinh như thế nào thì chúng ta gửi cái tên đó để sau khi nó quét mã lớp xong nó vào, hoặc là nó chúng ta gửi link cho phụ huynh, người ta bấm vào đấy xong người ta vào thì người ta phải nhập đúng cái tên mà chúng ta tạo cho học sinh. Nó phân biệt chữ hoa chữ thường các thầy cô nhé, nó phân biệt chữ hoa chữ thường đấy. Đây. Thì Phương sẽ đổi cái lớp này. Đấy, ví dụ như này các thầy cô nhìn này, ví dụ bạn Lê Ngọc, tên là Lê Ngọc như này, thì khi mà nó bấm vào cái đường link Classpoint.app này, nó nhập cái mã lớp này thì nó phải nhập đúng tên của nó là Lê Ngọc. Bạn Lê Thị Huê này, sau khi mà quét mã QR code hoặc bấm vào cái đường link Classpoint.app, nhập cái mã lớp của chúng ta vào xong thì phải nhập tên là Lê Thị Huê đúng như những gì mình đánh ở đây thì nó sẽ vào được lớp. Còn nếu như nó có sai, Lê Thị Huê nó viết là Lê Thị Huê viết thường chẳng hạn, thì nó không nhận diện, thì bạn đấy không vào được lớp. Và đây là cách nó bảo mật cái lớp này. Bạn Lê, một các bạn đã vào được thành Lê Ngọc này. Ai hiểu rõ cái cách để chúng ta làm lớp rồi thì comment hiểu ạ. Nó chỉ như vậy rồi. Chúng ta tạo tên cho học sinh là gì thì học sinh nó phải nhập đúng cái tên đấy. Thế bây giờ thầy Phương sẽ đổi một cái lớp khác nha. Bây giờ thầy Phương đổi sang cái lớp 15 tháng 4 này. Rất nhiều thầy cô vào được cái lớp này rồi đúng không nào? Đấy. Bây giờ chúng ta đang nhập vào cái lớp này. Tí nữa chúng ta sẽ tương tác với nhau ở trong cái lớp này nha. Ví dụ như là mình đặt tên học sinh là HS. Đấy. HS như thế này, HS21 thì bạn ấy phải điền như vậy thôi. HS21 điền vào. Bây giờ các thầy cô vào đi ạ. 8 người online rồi, 8 người đã vào lại được cái lớp này rồi. Rồi mọi người vào cái lớp này nha. Thầy Phương dành mấy phút để các thầy cô vào cái lớp này để chúng ta tương tác này. Đấy. Tranh thủ đi, những người nào mà ở bên trên này tên thì cô nhìn đây là những cái mà đã bị lấy rồi, thì Phương sẽ kéo xuống dưới. Những cái nào mà nó chưa online là những cái tên đấy chưa lấy, các thầy cô hãy tranh thủ lấy những cái tên đấy đi, hãy cướp những cái tên này nhanh lên ạ. Những cái tên này chưa được ai sử dụng đây, hãy cướp thật nhanh. Ai cướp được rồi thì comment cướp được rồi trong phần chat nào. Đấy, mình có thể hai cách vào, một là quét cái mã QR code này, hai là bấm vào classpoint.app, các thầy cô gõ là classpoint.app, sau đó nhập cái mã lớp này vào là được. Đấy. Hoặc quét mã QR code này, để nó nhập lớp thì chúng ta nhập là lớp 154. Sau khi nhập lớp 154 thì nhập đúng cái tên này vào. Tên nào chưa được chọn ở đây thì chúng ta chọn. Thầy Phương sâu những cái tên chưa được chọn để các thầy cô chọn nha. Đấy, đây là những tên chưa được chọn này, chúng ta tranh thủ cướp nốt mấy cái tên này đi. Khi các thầy cô tạo mỗi lớp thì nó có cái mã lớp đúng không? Có một cái mã lớp như này. Thì học sinh nó muốn vào được lớp của chúng ta là nó phải biết mã lớp. Như vậy cái này nó sẽ bảo mật được lớp cho các thầy cô. Mọi người hiểu không nhỉ? Chúng ta tạo ra cái mã lớp gì thì học sinh lớp mình gửi cho nó cái mã lớp đấy để nó vào nha. Đấy. Còn mấy bạn này là chưa có ai cướp này, các thầy cô cướp đi. Thầy Phương chỉ cho 100 người vào thôi, cho nên là còn hơn 20 nữa thôi. Đây mã đây lớp 54 đây thầy Mơ Nguyễn. Lớp 154 đây này là mã lớp này. Rồi nha. Đấy, nhanh chân lên nào, còn mấy cái nữa thôi. Hay quá Hoàng Thị Lương ạ. Thầy Bùi Duy Hoàng vào được rồi. Ok. Không cần mã code đâu, mã code nó che mất cái dòng dưới này. Thế thì cô nhờ vào classpoint.app và nhập mã lớp này cũng được. Đấy. Ví dụ một cách khác học sinh để vào lớp này thì Phương sẽ làm này là sẽ vào cái trang là classpoint.app. Chúng ta sẽ vào là người ta sẽ vào là gì? Classpoint.app, classpoint.app. Đấy, khi vào classpoint.app thì nó sẽ nhập cái mã lớp của chúng ta vào. Lớp của chúng ta là lớp 154. 15 tháng 4 bấm vào đây. Sau đó nhập tên học sinh. Thì chúng ta cho nó tên gì thì nó nhập vào. Ví dụ Thúy Phương cho cái mã tên là HS94. Đấy, HS94 thì nó nhập vào đây và bấm let's go. Và thế là xong. Đấy, có một chú đã cướp xong cái tên này cho nên là nó đẩy ra ngoài đây này. Đấy, ok chưa nhỉ?